Địa lý lớp 12 bài 3 Sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên Bên cạnh tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, thiên nhiên của nước ta có sự phân hóa rõ nét trong không gian theo chiều Bắc Nam, Đông Tây và theo độ cao, từ đó đã hình thành nên các miền địa lý tự nhiên. Sự phân hóa theo Bắc Nam Phần lãnh thổ phía Bắc từ vị tuyến 16 độ Bắc trở ra Bắc có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, đặc trưng bởi mùa đông lạnh và mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều nhiệt độ trung bình năm dao động trên 20 độ C, với 2 đến 3 tháng trong năm có nhiệt độ trung bình dưới 18 độ C và biên độ nhiệt trung bình năm lớn. Các cảnh quan nổi bật là rừng nhiệt đới gió mùa, nơi các loài thực vật nhiệt đới chiếm ưu thế, điển hình là các loài cây họ đậu, dâu tầm cùng với các cây cận nhiệt và ôn đới như dẻ, re, samu, pomu. Vào mùa đông thì nhiều loài cây rụng lá, còn vào mùa hạ cây cối phát triển xanh tốt. Động vật phổ biến trong rừng là các thú nhiều lông, bao gồm các loài như gấu, chồn, khỉ, vượn. Ngoài ra, ở vùng đồng bằng phía Bắc thì người dân còn trồng được các loại cây vụ đông nhờ vào khí hậu này. Phần lãnh thổ phía Nam từ khoảng vị tuyến 16 độ Bắc trở vào Nam, mang khí hậu cận xích đạo gió mùa, với nhiệt độ trung bình năm trên 25 độ C và biên độ nhiệt trung bình nhỏ khí hậu ở đây phân chia rõ rệt thành hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Cảnh quan tiêu biểu là rừng cận xích đạo gió mùa, với thực vật chính là các loài cây chịu hạn, rụng lá vào mùa khô như cây họ dầu. Trong những khu vực khô hạn hơn như Tây Nguyên thì hình thành rừng thưa nhiệt đới khô. Động vật phổ biến gồm các loài thú lớn như voi, hổ, báo, cùng với các loài bò rừng, trăng, rắn và cá sấu cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo mùa. Với mùa mưa, cây cối phát triển xanh tốt, còn mùa khô, cây rụng lá để giảm thiểu thoát hơi nước. Sự phân hóa theo Đông Tây Vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam thuộc vùng biển nhiệt đới ẩm gió mùa. Vùng biển này giàu tài nguyên khoáng sản và sinh vật, đặc trưng bởi các hệ sinh thái đa dạng như rạn săn hô, rừng ngập mặn và thảm cỏ biển. Mối quan hệ chặt chẽ giữa thềm lục địa với vùng đồng bằng và đồ núi xung quanh tạo nên các hình thái và độ sâu khác nhau, thay đổi từ Bắc vào Nam. Thêm lục địa phía Bắc và phía Nam mở rộng có đáy nông, trong khi thềm lục địa miền Trung bị thu hẹp và tiếp xác với vùng biển sâu. Vùng đồng bằng của Việt Nam được hình thành từ quá trình bồi tụ phù sa của sông và biển, kéo dài từ Móng Cái Quảng Ninh đến Hà Tiên, Kiên Giang. Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ rộng lớn, bằng phẳng, có đất phù sa màu mỡ, với đặc trưng là hệ thống đê ở Bắc Bộ và mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt ở nam bộ ngược lại thì đồng bằng ven biển trung bộ hẹp và bị chia cắt bởi các dãy núi lan sát biển với đất đai kém màu mỡ hơn nhưng lại sở hữu nhiều hệ sinh thái tiêu biểu ở các vùng cửa sông đầm phá và rừng ngập mặn vùng đồi núi của việt nam chiếm phần lớn diện tích đất nước phân bố chủ yếu ở phía tây và tây bắc sự phân hóa tự nhiên ở vùng đồi núi rất đa dạng và rất phức tạp với các dãy núi lớn như Hoàng Liên Sơn và Trường Sơn tạo nên ranh giới tự nhiên giữa các khu vực. Vùng núi Đông Bắc mang tính chất cần nhiệt đới gió mùa, trong khi vùng núi Tây Bắc có thiên nhiên đa dạng từ nhiệt đới ẩm gió mùa ở vùng thấp đến ồn đới ở vùng núi cao. Ở khu vực Đông Trường Sơn và Tây Nguyên, chế độ mưa có sự đối lập rõ rệt với mùa mưa ở Đông Trường Sơn trùng với mùa khô ở Tây Nguyên và ngược lại. Thiên nhiên Việt Nam có sự phân hóa rõ rệt theo độ cao Hình thành trên ba đai cao tự nhiên: đai nhiệt đới gió mùa, đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi và đai ung đới gió mùa trên núi. Đai nhiệt đới gió mùa nằm ở độ cao dưới 600 đến 700 m ở miền Bắc và dưới 900 đến 1000 m ở miền Nam. Đặc trưng khí hậu của đai này là mùa hạ nóng với nhiệt độ trung bình trên 25 độ C, độ ẩm và lượng mưa thay đổi tùy theo khu vực. Đất ở đây chủ yếu là đất Ferralic phân bố trên vùng đồi núi thấp chiếm trên 60% diện tích, cùng với đất phù sa dọc theo các con sông. Thảm thực vật chủ yếu gồm rừng nhiệt đới ẩm, rừng thường xanh, rừng ngập mặn và cây bụi gai tạo nên một hệ sinh thái nhiệt đới đa dạng và phong phú. Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi nằm ở độ cao từ 600-700m đến 2.600m ở miền Bắc và từ 900-1.000m đến 2.600m ở miền Nam. Khí hậu ở đây mát mẻ hơn với nhiệt độ trung bình các tháng mùa hạ dưới 25 độ C, lượng mưa và độ ẩm cao hơn. Đất chủ yếu là đất ferulic có mùn ở độ cao dưới 1.700 m và đất mùn trên 1.700 m. Thảm thực vật ở đây này gồm rừng cần nhiệt đới lá rộng và lá kim với các loài động vật đặc trưng như gấu, sóc và các loài chim di cư từ khu vực Himalaya. Trên 1.700 m thì hệ sinh thái trở nên đơn giản hơn với sự hiện diện của các loài cây ôn đới như Samo Pomo. Đai ôn đới gió mùa trên núi tập trung ở độ cao trên 2.600m, chủ yếu ở dãy Hoàng Liên Sơn và là đai có diện tích nhỏ nhất. Khí hậu ở đây mang tính chất ôn đới rõ rệt với nhiệt độ trung bình dưới 15 độ C, độ ẩm cao, gió mạnh và có thể xuất hiện băng tuyết vào mùa đông. Đất chủ yếu là đất mùng thô và thảm thực vật chủ yếu là các loài cây ôn đới như đổ nguyên, lãnh sam và thiết sam tạo nên một hệ sinh thái đặc trưng cho vùng núi cao. Sự phân hóa các thành phần và cảnh quan thiên nhiên đã tạo ra ba miền địa lý tự nhiên ở nước ta: miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, ranh giới phía tây và tây nam của miền dọc theo hữu ngạn sông Hồng và rìa phía tây nam của đồng bằng Bắc Bộ. Địa hình của miền chủ yếu là đồi núi thấp, với các dãy núi có hướng vòng cung như cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều. Vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng mở rộng về phía đông nam, nơi có địa hình thấp và bằng phẳng địa hình viên biển đa dạng bao gồm các vịnh đảo và quần đảo như cô tô vân đồn và cát bà thuận lợi cho sự phát triển kinh tế biển vịnh bắc bộ có thiềm lục địa mở rộng và nhiều vịnh biển nông thuận lợi phát triển kinh tế khí hậu của miền này đặc trưng bởi mùa đông lạnh sâu sắc và kéo dài do ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa đông bắc kết hợp với yếu tố địa hình mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều mạng lưới sông Hồi có mật độ khá lớn với hai hướng chính là Vòng Cung và Tây Bắc Đông Nam, phù hợp với địa hình các dãy núi lớn và chế độ dòng chảy phân mùa rõ rệt. Cảnh quan thiên nhiên bao gồm các sinh vật nhiệt đới và cận nhiệt đới. Miền này cũng giàu khoáng sản, đặc biệt là than, đá vôi, chì, kẽm cùng với dầu khí ở vùng thêm lục địa phía đông nam thuộc bể trầm tích sông Hồng miền tây bắc và bắc trung bộ kéo dài từ ranh giới phía tây tây nam của miền bắc và đông bắc bắc bộ đến dãy núi bạch mã địa hình của miền chủ yếu là núi cao xen lẫn với thung lũng sông theo hướng tây bắc đông nam trong khi đồng bằng thường nghiệp ngang và ven biển ở khu vực tây bắc địa hình nổi bật với dãy hoàng liên sơn có nhiều đỉnh núi cao trên 2.000 m cùng với các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi xen kẽ các buồn địa và lòng chảo như mộc châu sơn la ở Bắc Trung Bộ, địa hình bao gồm các dãy núi trung bình như Trường Sơn Bắc và Hoành Sơn, chạy song song và so le nhau theo hướng Tây Bắc Đông Nam và mở rộng về phía biển. Khu vực ven biển có nhiều cồn cát, đầm phá, bãi tắm đẹp, trải dài từ đồng bằng ven biển Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Vùng biển có các đảo như Cồn Cỏ Quảng Trị, Hồng Bê, Hòn Ngư, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế biển đảo và an ninh quốc phòng khí hậu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng ít hơn từ gió mùa Đông Bắc so với miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. Do đó, miền Đông ở đây ngắn hơn và ít lạnh sâu sắc. Mùa mưa phân hóa rõ rệt giữa các khu vực Tây Bắc có mưa nhiều vào mùa hạ, trong khi Bắc Trung Bộ mưa nhiều vào thu đông. Mạng lưới sông ngòi của miền có hướng chính là Tây Bắc Đông Nam, với một số sông ở Bắc Trung Bộ chạy theo hướng Tây Đông cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu là rừng nhiệt đới gió mùa với sự đa dạng của các loài sinh vật nhiệt đới và các loài thực vật phương Nam. Ở vùng núi cao thì các loài sinh vật cận nhiệt và ôn đới trở nên phổ biến hơn. Miền này cũng có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú với nhiều loại khoáng sản có trữ lượng lớn như sắt, chrome, titan, thiết, abatit, đá vôi và vật liệu xây dựng. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ nằm phía nam dãy núi Bạch Mã kéo dài từ khoảng vị độ 16 độ Bắc trở vào Nam. Miền này có địa hình đa dạng, bao gồm các khối nước cổ và các cao nguyên Ba Gian nổi bật ở trường Sơn Nam, như cao nguyên Pleiku, Đắk Lắc, Lâm Viên. Địa hình ở đây cũng bao gồm các sơn nguyên bốc mòn và đồng bằng châu thổ sông ở Nam Bộ. Giải đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ hẹp và bị chia cắt, nhưng vẫn có nhiều bãi biển đẹp và các vịnh biển kín như Quy Nhơn, Vân Phong, cùng với nhiều đảo và quần đảo đặc biệt là quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế biển khí hậu của miền này mang tính chất cận xích đạo gió mùa với nhiệt độ trung bình năm cao biên độ nhiệt nhỏ và sự phân hóa rõ rệt giữa hai mùa mưa và khô khí hậu cũng có sự tương phản giữa hai sườn đông tây của trường sơn nam tạo ra những điều kiện tự nhiên đặc thù cho từng khu vực mạng lưới sông ngòi của miền khá dày đặc đặc biệt là ở đồng bằng nam bộ với chế độ dòng chảy phân mùa sâu sắc phản ánh sự phân hóa địa hình và chế độ mưa cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của miền là rừng cần xích đạo gió mùa với nhiều loài thực vật nhiệt đới và xích đạo đặc biệt trong rừng có sự xuất hiện của các loài cây chịu hạn rụng lá theo mùa và hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển với diện tích và tỉnh đa dạng sinh học lớn nhất cả nước biển này cũng giàu tài nguyên khoáng sản với trữ lượng lớn và giá trị cao như bôxit ở Tây Nguyên, dầu mỏ và khí tự nhiên ở thềm lục địa phía Nam. Sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc quy hoạch các vùng kinh tế và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở nước ta. Thiên nhiên phân hóa tạo ra những thế mạnh tự nhiên khác nhau giữa các vùng miền, trở thành cơ sở để phát triển cơ cấu kinh tế đa dạng với nhiều sản phẩm đặc trưng theo từng khu vực. Sự khác biệt này không chỉ ảnh hưởng đến tài nguyên và điều kiện phát triển kinh tế mà còn dẫn đến sự phân bố dân cư và sự phân hóa lãnh thổ sản xuất các ngành kinh tế mới. Tuy nhiên, sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên cũng đặt ra những thách thức nhất định, nó có thể gây khó khăn cho việc tổ chức sản xuất quy mô lớn ở các vùng và làm tăng nguy cơ thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất và sương muối, gây ra các tác hại lớn đến kinh tế và đời sống người dân. Do đó, các vùng lãnh thổ cần phải đảm bảo tính liên kết chặt chẽ khi tổ chức lãnh thổ sản xuất và cần có kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp nhằm khắc phục những khó khăn do sự phân hóa của khí hậu và thiên nhiên gây ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.